Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Đây rốt cuộc là thứ gì? Thứ này có lực lượng thao túng cả sa mạc. Lực lượng của yêu vương này bản thân đã đạt đến yêu vương đỉnh phong, gần như có thể đối kháng với kim đan cửu chuyển chân nhân. Coi như là chân nhân kim đan cửu chuyển, chỉ sợ cũng không dám chiến đấu ở trong tử vong sa mạc này. Chỉ có điều một phen thôi. Sinh tử kiếm vực. D. Mau chạy. Đường. Được, được cứu rồi. Xem ra tạm thời coi như là an toàn rồi. Nơi này là bên dưới sao? Nơi quỷ dị này. Quỷ khí xâm xâm. Đã cũng uống một viên. May mà vết thương không nghiêm trọng. Một canh giờ sau, bạch cổ trận đồ tu phục hòm hòm rồi. Thường Minh Đăng xuất. Nơi này vậy mà có phế khư, giờ cũng phải có ngàn vạn năm rồi. Quái vật đó nhốt chúng ta ở địa cung này rồi. Đó rốt cuộc là thứ gì? Không biết. Có điều thứ đó có thể thao túng vạn dặm sa mạc ở trong tử vong sa mạc, thần thông bên trong. Trong tử vong sa mạc thật sự là không giải thích nổi. Không sai, cảm giác thứ đó cho người ta giống như là yêu vật tử vong sa hải hóa thành. Tử vong sa hải. Ta nghe nói nơi này có một yêu vương, vốn là một mảng lưu sa. Chỉ là vận khí cực tốt, vừa hay lưu động đến bên cạnh một linh tuyền. Được linh tuyền tẩm dưỡng, lại hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, lâu dài cư nhiên sinh ra linh thức. Sa vương đúng. Vốn dĩ cho dù Lưu Ea lại mở ra linh thức, nhưng mà cũng chỉ như là yêu vật bình thường. Dù gì căn cơ quá yếu, không thể nào so với súc sinh thành yêu. Vậy nên đến nay sa vương đó đều chỉ là đi lại ở sa mạc, gặp được người đi đường thì ăn. Cứ như vậy qua hàng vạn, qua hàng trăm năm, sa vương lại đột nhiên đợi được một cơ duyên. Năm đó Sa Vương ăn một tu sĩ trọng thương, từ đó về sau Sa Vương liền hiểu pháp môn tu hành, thực lực ngày càng mạnh, dần dần thành bá chủ của một phương của tử vong sa hải. Hơn nữa Sa Vương này cực kỳ giàu hoạt, mấy ngàn năm nay vẫn luôn độc lai độc vãng, chưa từng trêu chọc tồn tại bản thân không chọc nổi. Dựa vào phần giả hoạt này, Sa Vương không biết đã trốn qua bao nhiêu đại nạn. Cứ như vậy từng bước có cảnh giới yêu vương đỉnh phong như hiện giờ. Nói không chừng lúc nào đó còn có thể tu thành yêu đế. Đợi đã, Vĩnh Na nói Sa Vương này cực kỳ giàu hoạt, chưa từng trêu chọc tồn tại nó không chọc nổi. Đúng sao vậy? Hai vị sư huynh, chẳng lẽ các huynh quên rồi? Sa Vương đó thấy chúng ta rơi vào hố sâu, chỉ gầm một trận rồi đi, không hề đuổi qua đây. Đổi cách khác nói, trong hố sâu này chỉ sợ là tồn tại mà con Sa Vương đó không trêu chọc được.
Vậy làm thế nào? Yên tâm, hố sâu này nguy hiểm thế nào đi nữa, chúng ta chỉ cần không đi vào sâu sẽ không có vấn đề gì. Dù sao chúng ta chỉ là ở đây đợi, đợi Sa Vương ở trên đó đi rồi rời đi. Trong truyền thuyết thượng cổ, Thái Âm tộc là một chủng tộc cực kỳ quỷ dị. Nghe nói Thái Âm tộc nhân trời sinh có thần thông lợi hại. Phù văn bên trên dường như giống như cái chúng ta thấy ở viên bản. Quả thực, xem ra cu phế khư dưới hố sâu này cũng không thoát khỏi có quan hệ với Thái Âm tộc thời thượng cổ. Nhưng đồng thời u linh nhiều quỷ dị, từ đầu đến cuối đi cùng với Thái Âm tộc như là âm hồn bất tán. Nếu như khu phế khư này cũng là Thái Âm tộc lưu lại, không được, chúng ta vẫn là nhanh chóng tu chỉnh, sau đó đi xem yêu vương đó đi chưa, ta luôn cảm thấy nơi này không đúng lắm. Nấm sư đệ cẩn thận, hả? Ác quỷ này ít nhất cũng là thực lực quỷ tướng. Nếu là thật sự bổ trúng người, chỉ sợ lập tức sẽ cho ra vài vết thương. Mau đi! Nhiều ác quỷ như vậy, gần như đều là thực lực quỷ tướng. Cho dù là chân nhân kim đan kiều chuyển đích thân đến đây, chỉ sợ cũng phải chạy. Càng không cần nói hiện tại đứng ở nơi này, chỉ có hai kim đan một mệnh hồn. Ta không ăn nổi bồi nguyên đan nữa rồi. Ăn không nổi cũng phải ăn. Đáng chết, vậy mà đuổi đến nơi rồi. Cho ta thời gian một tuần hương. Giao cho chúng ta. Sắp lên rồi Vương Sư Huynh. Đi đi. Chết đi. Nếu như ta đoán không nhầm thì nơi này chắc là nơi Thái Âm tộc cung phụng thánh vật, sau khi chết quá lửa cũng không dám khinh nhờn. Thêm ta dùng chân pháp phong tỏa, chốc nát chúng ta chắc chắn là coi như an toàn. Lâm sư đệ tiếp theo lên làm thế nào? Tiếp theo chỉ có thể đợi thôi. Trận chiến đấu này đánh cả một ngày, ba người sớm đã mệt mỏi không chịu nổi rồi. Bây giờ có trận pháp bảo vệ, lắm bắt thời gian nghỉ ngơi, hồi phục lại chân nguyên đã tiêu hao rồi nói. Ác quỷ giống như là hải dương, vậy mà sau khi trời tối, dần dần tiêu tán. Vậy thì có thể chỉ có một khả năng. Quả nhiên nơi có hồng quang, vô số thi thể đang thức tỉnh. Chẳng qua là cấp bậc đồng thi thiết thì, hai vị không cần phải lo sợ. Cương thi lắc chiếc chuông trong tay. Hỏng rồi, quả nhiên là vạn hồn thi uyên. Lâm sư đệ, cái gì là vạn hồn thi uyên? Nghe nói có một số nơi xảy ra đại họa thảm tuyệt nhân gian, tỷ vạn sinh linh chết nơi đó, trải qua ngàn vạn năm biến đổi, dần dần sinh ra một nơi cực âm, gọi là vạn hồn thi uyên. Bạch trí quỷ hành, hắc dạ thu xuất. Vô cùng vô tận, nguyên nguyên bất tuyệt, vạn hồn thi uyên bất diệt. Trong này vậy mà có cấp bậc kim thi, có cấp bậc kim thi. Hai vị, ta có một tin xấu. Ác quỷ cương thi là không chết, một khi xông vào nơi này cho dù là pháp tướng cường giả cũng khó mà chống lại. Rời khỏi đây trước đã, mau đi đi bên đó. Đừng chắn đường. Nơi đó có một tòa thần điện Thái Âm tộc, chúng ta qua bên đó trốn. Đi vào thần điện.
Bọn chúng đi theo rồi, không sao. Cho dù là cương thi lúc còn sống, là tộc nhân của Thái Âm tộc, đối mặt với tòa thần điện này, đa phần cũng có chút kính sợ. Quả thật bọn chúng dừng lại rồi. Cuối cùng không cần phải chạy nữa rồi, nơi này quá nguy hiểm. Hai vị sư huynh đừng buông lòng cảnh giác, ta bây giờ phải bố trận, quá lửa còn có thể kéo dài thêm. Vương sư huynh, Châu sư huynh, giúp ta giữ chân thi hải, bây giờ ta sẽ đi bố trận. Được. Sau khi vào thần điện, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, quả nhiên là còn có tay sau. Kim thi mạnh quá, bọn chúng sắp xông vào rồi. Chúng ta nhất định là phải phong tỏa cửa vào. Lâm sư đệ mau lên. Đáng nhanh rồi, rất nhanh rồi. Đáng chết, nhất định là phải kịp. Huyết hải kiếm quang. Địa từ nguyên quang. Thí hải này, số lượng thực sự là quá nhiều rồi. Vạn hồn thi uyên không diệt, ác quỷ cương thi không chết. Cứ tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ tiêu hao mà chết. Trừ phi tu thành chân thần trừ ta bất nhiễm, nếu không pháp tương cường giả cũng khó chống đỡ nổi. Chân nguyên của ta cũng sắp thấy đáy rồi, lâm sư đệ vẫn ổn chứ? Địa từ nguyên quang, số lượng quá nhiều, căn bản là giết không hết. Cái gì? Châu sư đệ, ta sắp chết ở đây sao? Hoàn thành rồi. Ý? Được, được cứu rồi. Thí hồ, vậy mà bị cách ra rồi. Chúng ta bây giờ chắc là an toàn rồi đi, nhưng mà cũng đồng nghĩa với việc không ra ngoài được. Lời này không đúng, ta chẳng qua chỉ là mượn sự che chở của lời cung phụng của Thái Âm thi tổ bày bố trận pháp. Trận pháp này chỉ có thể ngăn được ác quỷ bình thường. Sẽ không phải là có lợi hại hơn xuất hiện đấy chứ? Sẽ không xuất hiện kim thi Thái Âm tộc nhân gì đó chứ? Này, huynh im miệng cho ta. Huynh đừng nói phải lác lên tình. Phật Na Cách. Cho dù xuất hiện kim thi Thái Âm tộc nhân, thứ hiếm có như vậy sẽ không đến một đám đâu. Hả? Thật sự có một đám kim thi. Bảo huynh im cái miệng quà, đừng nói linh tinh. Hy Nhật kiếm khí, Thái Ất kiếm khí. Hai đạo kiếm khí thế mà đều không thể nào chống đỡ nổi. Bọn chúng sợ là đã vượt qua cấp bậc quỷ vương yêu vương rồi. Lâm sư đệ, ta đến giúp đệ. Trường Minh Bảo Đăng. Cảm ơn Vương sư huynh. Bảo Đăng của ta. Xem ra ta phải lấy ra chút bản lĩnh rồi. Sinh tử kiếm vực. Vội tìm chết. Đơn đánh không được, lên muốn đến quần đẩu hay sao? Ngoan ngoãn ở yên đó cho lão tử.
Ta dùng kiếm vực đem chúng cố định rồi. Các huynh khôi phục mau đến giúp ta. Được. Xem ra thực lực của vị năm sư đại lái của chúng ta chưa từng thực sự thi triển hết. Nếu như sớm chút để Đường Thiên Đồ nhìn thấy tất cả, sợ là bản thân cũng sẽ cảm thấy buồn cười. Được chưa, mau lên. Vất vả cho lâm sư đã rồi. Từ bây giờ trở đi, ta thả một con kim thi từ kiếm vực ra liền giết một con. Đã rõ. Ngươi nhìn đi đâu đấy, ngu ngốc. Theo thế đấu này, chắc là rất nhanh có thể giải quyết. Các huynh cẩn thận. Ý. Cẩn thận. Thứ gì từ mặt đất? Đó là thi đế sao? Vương sư huynh, huynh thế nào rồi? Ta không sao. Trận thế này ít nhất cũng là cấp bậc thi đế. Gặp một con thi đế, chúng ta còn đường sống hay sao? Kim thi tức khắc biến thành bột phấn. Bây giờ chỉ có thể liều một phen thôi. Liều mạng chạy à? Ồ. Đến rồi, mọi người cẩn thận. Mọi người toàn lực chạy. Sao lại nhanh như vậy? Xem ra chúng ta thật sự là xong đời rồi. Mẹ nó. Các người đi trước, ta giữ chân nó. Huyết hài kiếm. Vương sư huynh. Đến đi quái vật. Thế mà có thể không tổn hao gì. Hỏng thôi. Vương sư huynh. Ta đỡ huynh. Lực xung kích này quá mạnh rồi đi. Vương sư huynh, Châu sư huynh. Sinh tử. Kiếm vực. Lâm Phi vậy mà dưới uy áp của thi đế mở ra được kiếm vực của hắn. Đây chính là uy áp của thi đế sao? Quả nhiên chức mệnh hồn cảnh giới này căn bản không đủ nhìn. Xong rồi. Hạo Nguyệt tinh bàn. Có Nguyệt Quang. Hạo Nguyệt tinh bàn. Hạo Nguyệt tinh bàn, một trong thất đại pháp thiên hình phong. Đêm trăng tròn có thể mượn lực của Hạo Nguyệt mở hư không tiến hành truyền tống. Truyền tống. Được cứu rồi. Lâm sư đệ.
Hả? Sao vẫn nở vạn hồn thi uyên? Hạo Nguyệt Tinh bàn này không phải hiệu xưng là bí bảo của Thiên Hình Phong các người hay sao? Như vậy cũng quá hố đi, đến vạn hồn thi uyên cũng không ra nổi. Nơi này dù gì cũng là dưới ngàn dặm, chỉ có chút ánh trăng. Ánh trăng đó lọt xuống, tinh bàn có thể khởi động đã là không tồi rồi. Ngươi còn hy vọng có thể chuẩn xác định vị, không đem chúng ta đưa đến ổ của thi đế đã là may mắn lắm rồi. Không biết thế nào, dưỡng tốt thân thể đã, ít nhất cũng có thể có một phần chiến lực. Đáng thương càn khôn túi của ta lại bị gầy đi rồi. Hai canh giờ sau, Lâm sư đệ còn chưa tỉnh. Dù gì chúng ta chỉ bị thương ngoài da, mà chân nguyên của Lâm sư đệ gần như cạn kiệt, kiếm khí cũng bị tổn hao mạnh. Chúng ta nhân thời gian này đi dò đường đi. Được. Cảm giác đi đến cuối cùng, có âm khí lặng như vậy khiến người ta nổi da gà. Trong phế khư cư nhiên giấu nhiều quan tài với cương thi như vậy. Dưới thâm nguyên này không có nơi nào an toàn, xem ra muốn sống phải tiêu diệt thi đế hoặc là tìm đường thoát ra khỏi đây. Vương sư huynh, huynh có cảm thấy những cương thi này rất là quen mắt hay không? Có thể không quen sao? Những con này giống y hệt những thi thể chúng ta nhìn thấy ở trên mặt đất.